Biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây, hơn 20 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Ngày 22 tháng 6, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ và dự báo trong 8 giờ tới, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lớn nhất kể từ năm 1940. Theo báo cáo, nước lũ trên sông Kỳ Giang đã vượt qua mức giới hạn kiểm soát lũ 4m, khiến cho đường cao tốc chạy dọc theo sông đã bị ngập lụt. Một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước lũ tràn vào các cửa hiệu ven đường, làm ngập toàn bộ tầng 1, hiện tượng ngập úng nghiêm trọng xuất hiện cục bộ trong thành phố. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ vào lúc 11 giờ 50 phút sáng ngày 27 tháng 7. Do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông dâng đột ngột ở thượng nguồn, nên trong 8 giờ tới, toàn bộ khu vực Trùng Khánh, đoạn thuộc lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lịch sử kể từ năm 1940 đến nay. Dự kiến mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang, quận Giang Tân sẽ vượt mức giới hạn kiểm soát lũ khoảng 5,7 đến 6,3 m và có khả năng tăng đến 10 đến 11 m. Theo tin từ các kênh truyền thông Trung Quốc đại lục, mực nước sông Kỳ Giang vẫn tiếp tục dâng cao trong ngày 28 tháng 7. Đợt lũ đỉnh điểm đổ về đến đoạn Trùng Khánh vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 7, chính quyền địa phương đã thông báo rằng họ đã sơ tán khẩn cấp 40.000 người. Do mưa lớn liên tục hôm 28 tháng 7, trên đường cao tốc Trùng Khánh – Nam Vạn xuất hiện sụt lún. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lượng mưa ở quận Nam Xuyên ở phía nam thành phố Trùng Khánh lên tới 130,6mm, gây ngập úng. Có không ít cư dân mạng ở Trùng Khánh đã đăng tải những video ngắn về trận lũ lụt do họ tự quay. Từ video có thể thấy rằng, vào sáng ngày 28 tháng 7, nhiều khu vực dọc theo sông Kỳ Giang đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ đã tràn về vào tầng 1 của các tòa nhà hai bên đường quốc lộ Tân Giang. Những chiếc ô tô trong bãi đậu xe cũng bị ngập và trôi nổi bập bềnh. Ở một số khu vực khác, đường phố biến thành sông, có nơi lũ lụt đổ xuống như thác nước, thậm chí một số tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, cầu đường sắt cũng bị phá vỡ. Cư dân mạng cho rằng mực nước trên sông Kỳ Giang vẫn đang tăng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin kể từ ngày 28 tháng 6, khu vực phía Đông Nam và phía Tây Trùng Khánh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa bão đã xảy ra ở 9 quận huyện gồm Dậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Võ Long. Do ảnh hưởng của mưa bão, các con sông vừa và nhỏ như Dậu Thủy ở Tú Sơn, Cam Long ở Dậu Dương, Thạch Lương ở Võ Long, Thông Huệ ở Kỳ Giang và Ngư Tuyển ở Nam Xuyên đã xuất hiện nước lũ vượt mức cảnh báo. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tính đến nay, nước lũ trên gần 200 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã vượt qua mức báo động, nhiều hơn so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó có 8 con sông đã vượt quá mực nước an toàn và 8 con sông đã vượt quá mực nước lũ lịch sử được ghi nhận. Từ đầu tháng 7 tới nay, Trung Quốc mới bước vào mùa lũ hơn 30 ngày, nhưng đã có tới 171 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị xuất hiện lũ lụt trên mức báo động. Sông Tây Giang, Bắc Giang ở phía Nam và sông Hoàng Hà ở phía Bắc đã lần lượt xuất hiện những trận lũ đầu tiên trong năm nay. Ngoài ra, huyện Duyên Hà, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên trên địa bàn huyện cũng xảy ra nhiều trận sạt lở đất. Trong đó, đường cao tốc đoạn từ Duyên Hà đến Quảng Châu bị gián đoạn do sạt lở núi. Ngày 27 tháng 7, Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo lũ lụt lên mức ứng phó khẩn cấp quốc gia do mưa lớn diễn ra liên tục và lũ lụt xảy ra trên khắp đất nước. Trong trận lũ lụt lần này, hơn 100 người đã bị thiệt mạng, kỳ thi vào đại học đã bị hoãn lại. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng, Văn phòng Chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt đã nâng mức ứng phó lên mức 3 trong thang cảnh báo 4 mức, đồng thời cho biết rằng 13.120 nhân viên cứu hộ và ứng cứu khẩn cấp đã được triển khai để ứng phó với lũ lụt. Từ ngày 29 tháng 7, các nhà chức trách xác nhận rằng trên toàn quốc có ít nhất 120 người đã chết hoặc mất tích do mưa bão. Bộ ứng phó khẩn cấp ước tính thiệt hại về kinh tế vượt qua 40 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, ngày 28 tháng 7, các tỉnh bao gồm Quý Châu, An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc dự kiến lượng nước mưa đạt trong khoảng 250mm đến 280mm, theo China Daily đưa tin. Hôm 28 tháng 7,
thành phố Vũ Hán, nơi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019, đã chịu một trận mưa lớn kỷ lục với lượng nước mưa đạt 436mm. Chính quyền đã phải sử dụng máy bơm lớn để hút nước từ những con đường bị ngập lụt tại thành phố. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một hồ chứa nước chính ở phía đông nam tỉnh Chiết Giang cũng đã phải mở các đập tràn lần đầu tiên sau 12 năm để hạ thấp mực nước. Năm nay, Trung Quốc có khoảng 12 triệu học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Cơ quan khí tượng cảnh báo các phụ huynh cần chú ý xem thông tin về dự báo thời tiết và chuẩn bị cẩn thận cho con em khi đi ra ngoài. Chính quyền địa phương tỉnh An Huy cho biết, các kỳ thi diễn ra tại một số khu vực của tỉnh đã bị hoãn lại do trận lụt tồi tệ nhất trong 53 năm. Ngày 28 tháng 7, thành phố Tiền Giang ở miền Trung Hồ Bắc và thành phố đầu tiên đưa ra cảnh báo ứng phó lũ lụt cấp 1. Sau khi hệ thống đường giao thông và đất nông nghiệp bị ngập lụt, hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam cũng đã đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Đây là mức cảnh báo cấp 2 trong thang cảnh báo 4 mức. Mực nước của một số con sông tại hai tỉnh này đã dâng cao hơn mức cảnh báo từ 2 đến 3 mét. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng, có một chiếc xe buýt đã lao xuống một hồ chứa nước ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, trong đó có hơn 20 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe buýt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cũng như nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Thưa quý vị, theo The Paper đưa tin, một vụ sập quy mô lớn đã xảy ra tại một mỏ than lộ thiên của Ansa. Ở Nội Mông, công nhân và các phương tiện bị chôn vùi. Văn phòng Nội Mông của Cục Giám sát An toàn Mỏ Quốc gia của Đại lục đã đưa ra phản ứng cấp 1 đối với việc giải cứu tai nạn và nhiều đội cứu hộ đang gấp rút giải cứu. Hiện đã có 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người mất liên lạc. Lý Khắc Cường, Thủ tướng Quốc vụ Viện Đại lục đã ra chỉ thị rằng có rất nhiều người mất tích trong vụ tai nạn này. Và chúng ta phải cố gắng hết sức để tìm kiếm và giải cứu những người bị chôn vùi, đảm bảo an toàn cho việc cứu hộ và xử lý thỏa đáng hậu quả, đồng thời sớm tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Công bố thông tin kịp thời, chính xác và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kỳ họp Quốc hội thứ 2 tại Trung Quốc đại lục sắp được tổ chức. Ủy ban An toàn Quốc vụ Viện và Bộ ứng phó khẩn cấp phải đôn đốc tất cả các địa phương thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và biện pháp sản xuất an toàn, tăng cường nỗ lực khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn lớn, kiên quyết ngăn chặn tai nạn lớn xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Cũng theo The Paper đưa tin, một nhân viên của công ty than Tân Kinh đã xác nhận vào tối ngày 28 tháng 7 rằng một mỏ than lộ thiên của công ty đã bị sập. Trước khi xảy ra tai nạn, mỏ than vẫn tiến hành sản xuất bình thường. Theo ước tính sơ bộ, chiều dài vụ sập khoảng 400m. Hiện cảnh sát địa phương, lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế đều có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Một nhân viên khác của công ty than Tân Kinh cho biết mỏ than đã hoạt động sản xuất và công việc bị đình chỉ. Hiện tại, có máy bay không người lái tới hiện trường để đo diện tích bị sập. Còn tin tức Sao Đỏ Đại lục đưa tin từ Cục Quản lý Khẩn cấp của Khu Phát triển Kinh tế và Công nghiệp Tanger của Liên đoàn ASA rằng, vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 7, vụ tai nạn sạt lở đất đã khiến 57 người mất liên lạc. Hiện 6 đội cứu hộ với tổng cộng hơn 200 người đã đến hiện trường ứng cứu. The Paper đưa tin rằng mỏ than đã bị phạt vì lấy nước mà không có giấy phép và không thiết lập các biển báo giao thông như giới hạn tốc độ và đường giao nhau. Thông tin Thiên Yển Trà cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Ara đã bị xử phạt hành chính vì một số vấn đề vào năm ngoái. Thông tin liên quan cho thấy, đường vận chuyển chính từ mỏ than đến công trường khai thác không đặt giới hạn tốc độ, không có biển cảnh báo tại khu vực sạt lở ở phía bắc của điểm dừng. Vài lệnh đã được yêu cầu sửa chữa trước ngày 30 tháng 6. Tình hình thực tế của công ty là điền vào các bản vẽ như kế hoạch kỹ thuật trước mỏ và sơ đồ hệ thống giao thông và yêu cầu sửa chữa. Tại chỗ kiểm tra phát hiện xe ben hoạt động trong hố thiếu gương chiếu hậu bên phải. Phương tiện không được bảo dưỡng thường xuyên, lệnh hạn chế đến tháng 6. Quý vị thân mến, tại huyện Tân An, thành phố Tây An, tỉnh Giang Tây, mưa dần tạnh vào tối ngày 1 tháng 8 và lũ rút dần, địa phương lập tức tổ chức nhân lực đến tiến hành nạo vét, tiêu độc khử trùng trong thôn, đồng thời cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xuống tận đồng hướng dẫn bà con sản xuất tự túc. Vào sáng ngày 29 tháng 7, phóng viên đến thôn Na Bu, thị trấn Mai Tạ, huyện Tân An, những ngôi làng bị ngập lụt, đất ruộng và đường xá đều đã rút hết, nhiều con đường và ngôi nhà bị bùn bao phủ. Một số dân làng đã chuyển đồ đạc và các vật dụng khác vào nhà xe. Xe phun nước được điều động đến địa phương để trà rửa mặt đường và tiến hành nạo vét bùn đất. Hiện địa phương cũng đang tiến hành điều tra thiệt hại về cây trồng,
tiến hành gieo cấy lại và bổ sung phân bón kịp thời, phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đợt lũ lần này xuất hiện ở thượng nguồn dòng Hoàng Hà chảy qua 9 tỉnh, buộc Trung Quốc phải cảnh báo lũ cấp 4 ở con sông này. Ủy ban sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay phát cảnh báo lũ cấp 4, mức thấp nhất trong thang 4 nấc sau khi trạm thủy văn ở thành phố Lan Châu đo được lưu lượng nước trên sông Hoàng Hà lên tới 3.000 mét khối trên giây tối qua, đánh dấu sự xuất hiện của đợt lũ thứ nhất. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở châu Á và ở Trung Quốc sau sông Trường Giang, với chiều dài 5.464 km chảy qua 9 tỉnh Trung Quốc. Nó xếp thứ 6 thế giới về chiều dài. Sông bắt nguồn từ dãy Côn Lôn ở phía bắc tỉnh Thanh Hải, chảy theo hướng nam tới Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, rồi tiếp tục chảy qua Nội Mông, Thiểm Tây và Sơn Tây, sau đó đổi hướng về phía đông, chảy qua những vùng đất trũng ven biển ở miền đông Trung Quốc và đổ ra biển Bột Hải. Mực nước trong hồ chứa tại đập Long Dương Hiệp ở Thanh Hải và Lưu Gia Hiệp ở Cam Túc sắp vượt mức giới hạn, trong khi nước sông dự kiến tiếp tục dâng cao do mưa lũ. Các khu vực thượng và trung lưu của sông như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông đã được lệnh sẵn sàng ứng phó lũ lụt. Từ ngày 1 tháng 8, đập Tiểu Lãng Đề trên sông Hoàng Hà thuộc tỉnh Hà Nam đã bắt đầu quá trình xả nước 20 ngày để chuẩn bị cho đợt lũ theo mùa trên sông. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Song đợt lũ lụt năm nay lớn bất thường và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. 27 trong số 31 địa phương cấp tỉnh và gần 38 triệu người chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và hơn 140 người chết hoặc mất tích. Giới chức Trung Quốc đã chi hơn 80 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại cho tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh, song thiệt hại có thể lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Mức thiệt hại hơn 400 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng 6, trong đó rất nhiều sông đạt mức nước kỷ lục. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!